Thì chúng ta thấy vào thời buổi thời xưa, dầu cho ngày nay, thì vấn đề sống chết vẫn là vấn đề quan trọng nhất. Dầu Phật có ra đời hay không ra đời, mà vấn đề sống chết là một vấn đề khó hiểu nhất. Nếu chúng ta không đi sâu vào con người không đầy hai thước của chúng ta, thì chúng ta khó mà hiểu được. Nhất là thời buổi hôm nay, cái chết rất nhiều. Người ta nói hồi xưa đó thì quả báo thì chày, ngày nay mà quả báo một giây nhãn tiền, thì vấn đề chết chóc bây giờ rất nhiều. Nhất là bệnh tật, rồi tai nạn xe cộ. Một cái cửa sanh mà trăm ngàn cái cửa tử. Thì trước cái sanh tử chúng ta mịt mù, thì đó là một điều rất đau lòng cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngài xuất hiện ra đời để cho chúng ta chấm dứt vấn đề đầu thai, tức là vấn đề sanh tử hay là tái sanh. Thì trước đạo Phật đã có giải quyết vấn đề sanh tử rồi, nhưng mà không ổn thỏa, tức là không sáng tỏ, chỉ có thể là đầu thai theo ý muốn thôi, tức là từ khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, cách tu tập để đầu thai lên các cõi trời, rồi hưởng hết phước, rồi lại đầu thai trở xuống nữa. Đó là cái điều mà Thái tử Siddhartha đã đau lòng, nhờ bỏ ngôi vàng địa ngọc, vợ đẹp con ngoan, để đi tìm cái bất tử. Thì chúng ta nhớ lại, tôi nói tóm tắt thôi, là Thái tử đã xin vua Tịnh Phạn, tức là cha của Thái tử Siddhartha, đi tìm cái bất tử, thì vua cha không đồng ý, bởi vì có Thái tử là con một thôi. Nếu mà ngài đi xuất gia rồi thì không ai nối ngôi, thì dòng dõi họ Thích Ca sẽ chấm dứt. Nhưng mà Thái tử sau khi qua bốn cửa thành thứ nhất là sanh, là già, là bệnh, là chết. Ba cửa thành đó, sanh thì không nói, ai cũng đã sanh hết. Còn cửa thành thứ nhất là già, rồi bệnh, rồi chết. Cuối cùng cửa thành thứ tư mới gặp một vị đạo sĩ. Thì hỏi đạo sĩ để làm cái gì? Thì ngài nói để chấm dứt vấn đề già, bệnh và chết. Từ đó Thái tử mới có cái ý chí xuất gia. Thì Thái tử xin vua Tịnh Phạn, con sẽ làm thỏa mãn cha bất cứ điều gì cha muốn. Nếu mà cha cho con giải quyết cho con ba vấn đề, thì con xin ở lại làm vua. Thì vua Tịnh Phạn là vua mà, nói cha có thể làm thỏa mãn bất cứ cái gì của con muốn, nếu cha có thể. Thì Thái tử xin có ba điều thôi. Mà điều đó không phải của Thái tử, mà đúng rồi là của mỗi người chúng ta. Chúng ta nên nhớ như vậy. Hôm nay tôi đến cũng vì vấn đề đó. Một là cha cho con trẻ mãi không già. Hai là cha cho con khỏe mãi không đau. Ba là cha cho con sống mãi mà không chết. Thì chúng ta thấy ba điều đó, thì nếu là một con người mà có một sự khắc khoải, có một sự suy tư, thì luôn luôn cũng nằm lòng ba điều đó. Làm sao mà trẻ mãi không già, làm sao mà sống mãi đừng chết,
làm sao mà khỏe mãi không đau? Thì chúng ta thấy cái đó bây giờ rất là bức bách chúng ta, bức xúc mỗi người chúng ta. Bây giờ cái đau rất là tràn lan. Hồi xưa bệnh ung thư, tiểu đường, tai biến, nhồi máu cơ tim rất là ít. Bây giờ tràn lan, bây giờ tới cái bệnh gì đó mà nói nó tràn lan còn hơn bệnh phổi nữa. Trong không khí, hồi đó là dịch cúm gà, cúm heo, súc móng gì. Bây giờ những cái bệnh đó hồi xưa rất là ít. Bây giờ tới tràn lan cái bệnh sida nữa. Rồi cái chết, cái tai nạn xe cộ bây giờ còn hơn gấp trăm lần hồi xưa. Rồi làm sao mà sống mãi không chết? Mà chết bây giờ chết một cách mà toàn thay không có. Khi gãy chân, cưa chân, rồi phải thay phổi, thay gan, thay tim, thay thận. Con người không còn toàn nguyên, toàn vẹn như xưa nữa. Thì chúng ta thấy rất là đau lòng. Thì vấn đề cấp bách về già, bệnh chết, chúng ta phải giải quyết. Mà chúng ta không phải đợi tới chết giải quyết, mà giải quyết ngay bây giờ và tại đây. Đó là vấn đề của đạo Phật. Và cuối cùng, Thái tử xin điều đó thì vua Tịnh Phạn nói Ngài không thỏa mãn được. Chính Ngài cũng phải già, cũng phải bệnh chết thôi. Thì làm sao Ngài thỏa mãn cho Thái tử được? Thì Thái tử nếu cha không thỏa mãn thì con phải xuất gia. Và nếu con tìm không được, thì cha con vĩnh viễn là vĩnh biệt luôn. Còn con tìm được, con sẽ về giúp đỡ cho cha và tất cả thần dân và tất cả mọi chúng sanh đều thoát khỏi cái già, bệnh và chết. Mà chúng ta thấy là sau khi Đức Phật trở về độ vua cha và thần dân và chúng ta ngay bây giờ, thì chúng ta thấy Đệ tử Siddhartha tới thành Phật rồi cũng già, cũng bệnh và cũng chết. Tới lúc Ngài 70 mấy, 80 tuổi, Ngài một đêm cũng kiết lỵ 40 mấy lần. Và Ngài cũng mòn mỏi già, rồi Ngài cũng chết dưới hai cây sa la sông tỏ. Vậy thì Ngài tìm được cái gì mà Ngài dám tuyên bố rằng nếu mà tìm được Ngài trở về, mà Ngài đã trở về đã giáo hóa chúng sanh? Thì hôm nay chúng ta sẽ trả lời câu đó. Tôi mong rằng ở đây chúng ta phải cố gắng nghe. Nghe chứ đừng có phân tích. Cái lắng nghe nó khác, còn cái phân tích để tìm hiểu nó khác. Lắng nghe tức là đừng đem tất cả những kinh nghiệm, kiến thức, những sách vở học hỏi để mà phê phán cái lời tôi giảng. Thì chúng ta nghe theo cái kinh nghiệm của mình. Còn khi nghe mà nghe toàn diện đó, theo đạo Phật thì nghe không có chi ly, mà nghe phải bằng cái toàn diện, nghe hết cả cái bản thể của mình, cái chân tâm của mình. Thì cái nghe đó là phải lắng nghe. Thí dụ như là tôi lấy một cái thí dụ, chúng ta muốn tìm hiểu một con người đó, mà chúng ta đứng ra ngoài để chúng ta phê phán, phán xét người đó. Chúng ta nhìn cái tướng đi, nhìn cái cặp mắt, nhìn cái cách ăn nói người đó, chúng ta phê phán. Thì nếu mà chúng ta không có thương ghét trong đó, tôi nói bỏ cái thương ghét, chúng ta nhìn vô một cách mà khách quan, thì giỏi lắm chúng ta hiểu được 40-50%. Còn nếu có thương ghét là hoàn toàn sai. Hãy thương thì người đó thì thấy ấu nó cũng tròn, mà ghét người đó thì bồ hòn nó cũng méo tứ tung. Mà nếu bỏ cái thương ghét ra thì cái hiểu biết cũng là 30-40%. Vậy muốn hiểu biết người đó toàn vẹn chúng ta phải làm sao? Thì cái đó Đức Thái tử Siddhartha sau khi thành Phật đã trả lời. Mình muốn hiểu biết con người đó, mình phải chính là con người đó. Tức mình con người đó không phải là ai nữa, mà hiểu biết bằng cách thể nhập. Thì cái hiểu biết mới là toàn vẹn. Mà nếu cái hiểu biết toàn vẹn đó, thì cái sự đau khổ sẽ chấm dứt. Mà đau khổ chấm dứt thì đó là Niết Bàn. Thành ra Niết Bàn không phải ở sắc thân, không phải ở hoàn cảnh, mà ở cái hiểu biết. Chúng ta thường kêu là linh hồn, nôm na theo tiếng ngoài chúng ta kêu đó. Còn đạo Phật thì kêu đó là cái chân tâm. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu cái chân tâm, và chúng ta cố gắng nhận lại cái chân tâm. Nhưng mà nhận lại thì tự nhiên là không có pháp môn, không có đạo sư, và cũng không ai chỉ dạy mình được hết. Người ta chỉ có thể làm cái bánh vẽ, là cái bản chỉ đường. Đức Phật là một cái bản chỉ đường, là một con người hướng dẫn. Còn đi hay không đi là do nơi chính chúng ta. Thì hôm nay tôi trùng tuyên lại những lời của Đức Phật, những cái bánh vẽ, cũng như mình là người bệnh vậy.
Thì Đức Phật là một vị đại lương y. Ngài bắt mạch, Ngài cho thuốc, Ngài bảo đảm rằng nếu mà uống thuốc chắc chắn phải hết. Nhưng mà nói thuốc đắng quá, thôi Thế Tôn uống dùm con đi. Thì cái này không có. Dầu đắng, dầu chua, cay, đắng chát, khó khăn gì chúng ta cũng phải ứng thôi. Bởi vì chúng ta là người bệnh, chúng ta trói cột mình thì chính chúng ta phải mở. Nhưng mà cách thức mở như thế nào thì đó là bổn phận của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn mà không chịu mở là của chúng ta. Thì hôm nay tôi trùng thiên lại, Phật tử cố gắng trên vấn đề cởi mở những cái trói cột của mình. Mà cởi mở thì tất nhiên Đức Phật Thích Ca sẽ chỉ. Mà chúng ta phải thực hành. Mà thực hành cái đòi hỏi của Đạo Phật đó, nó khác hơn hiểu biết chúng ta. Chúng ta muốn thực hành, chúng ta đòi hỏi phải giàu có, phải đầy đủ căn lành, phải thông minh, phải đủ điều kiện hết. Đạo Phật không đòi những cái điều kiện đó, nhưng mà đòi có một điều kiện một thôi. Cái đó là cái gì mấy ông bà biết không? Cái điều kiện của Đạo Phật đòi hỏi có một thôi, mà rất giản dị, rất dễ dàng. Giản dị à, chứ tôi không nói là dễ đâu, rất giản dị, rất đơn giản. Đó là một chữ bền thôi. Chữ bền, bền bỉ đấy. Biết chữ bền không? Bền tức là thực hành có đó liên tục mãi mãi, không bao giờ mà chỉnh mãi. Trong Đạo Phật thường dùng tiếng Hán là tinh tấn. Chúng ta thấy 30 phẩm phận phẩm trợ đạo nổi tiếng nhất của Phật giáo trong tứ dự đế. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo, bảy phần. Thì trong đó tinh tấn Đức Phật nhất tới 9 lần. 9 lần. Và cổ đức có một câu là trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống phiêu linh trên kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Có chữ tinh tấn thôi. Chúng ta kêu ngắn lại là bền bỉ. Chữ bền. Nó bền ở đâu? Ở con người, mỗi người chúng ta. Chúng ta thường thường té là chúng ta nằm dạ luôn. Thì không bền. Té rồi ngồi dậy đi mạnh hơn. Bền là do cái ý chí ham muốn của mình, cái sự tha thiết của mình trên con đường giải thoát. Ta thường dùng cái tha thiết, cái sự chí thành trên con đường giải thoát của mình. Thành ra bất cứ mấy ông bà làm cái gì mà với cái tâm thành kính, với cái chí thành, cái gì cũng kết quả được. Còn nếu không có chí thành thì không thành cái gì hết. Dầu bố thí, dầu cúng dường, dầu thiền định, dầu trí tuệ, mà thiếu cái chí thành, thiếu cái bền bỉ thì không làm nên cái gì hết. Dầu đi tu cũng vậy, mà làm nghề nghiệp nghĩa ngoài. Thành ra trong cái 15 hạng, 15 cái điều gì mà ấy, sự đáng khâm phục nhất của con người đó là người ngã té mà biết đứng dậy vươn mình bước tới nữa. Đó là con người đáng khâm phục. Vì hôm nay tôi yêu cầu quý vị có cái bền bỉ thôi nha. Bền bỉ không đòi hỏi ở sức khỏe, ở giàu có, ở hoàn cảnh, mà đòi hỏi ở một sự liên tục của mình. Chẳng hạn như người ta hoàn cảnh người ta đầy đủ hơn, thì có thể người ta chạy, ta đi để có mục đích, ta chạy chừng 5 phút người ta tới. Còn mình hoàn cảnh không tương tiện, ngồi ở đó mà than thì chết. Thì người ta chạy thì mình giờ chạy không nổi thì mình đi. Nói tôi đi, tôi cũng hoàn cảnh, tôi cũng thiếu thốn, không đi được nữa. Không đi được thì bò. Nói tôi cũng không thể bò được nữa, bò được thì lớn. Mà nói hoàn cảnh tôi giờ nó thiếu thốn, tôi cũng không thể đi, không thể chạy, không thể bò, không thể lết nữa, thì lúc lắc. Đến không? Còn đoạn đứng. Mà làm được hay không? Bạch sư, người ta đi, người ta chạy đó chừng 5 phút, người ta đến. Người ta đi đó chừng 15 phút, người ta đến. Người ta bò, người ta lết, rồi con lúc lắc thì tới 1 năm mới tới. Nhưng mà cái quan trọng là tới hay không tới, chứ đâu phải 1 năm hay 2 năm. Bây giờ 10 năm cũng phải lúc lắc. Cái mục đích của mình là niết bàn. Thì cái hoàn cảnh nó con thua, hoàn cảnh là hoàn cảnh. Mà ý chí của mình mạnh hơn hoàn cảnh. Thì phải như vậy chúng ta mới có thành.
Chúng ta coi Yến Điện con dọn núi nó cũng vậy đấy. Ông già 80 tuổi rồi mà ông ra ông đục cái ngọn núi. Cái ngọn núi nó chướng ngại cho những người dân đó, ông thấy tội nghiệp. Đi đó thay vì đi thẳng qua đó, chừng một cây số mà phải đi vòng phải 30-40 cây số. Thì nó lâu gấp 10 lần. Mà người dân thì nghèo mà đi vậy thì tiền bạc không đủ. Ông mới ra ông đục cái núi này, cái núi cao như vậy. Mà cái ông già 80 tuổi mà xưa đâu có máy móc như bây giờ, lấy cái đục ra đục từ miếng thì người ta hỏi ông đục núi chi vậy? Nó thấy người dân đây tội nghiệp, tôi đục cái núi thẳng qua bên đây cho có đường ta đi thẳng, ta khỏi đi vòng. Nói trời ơi, ông già bộ ông khùng. Ông 80 tuổi này, cái núi này đó là nó lớn cỡ mấy ngàn thước chiều cao, nó bự gì. Ông đục 150 giờ cũng chưa hết cái núi này. Mà cái tuổi ông đã 80 rồi. Giỏi lắm, giỏi sống 5-10 năm nữa là ông chết, làm sao đục cái núi nữa. Ông trả lời sao biết không? Tôi bây giờ tới năm tới tôi chết cũng được. Tôi đục mà tôi chết rồi còn con tôi. Mà con tôi đục con tôi chết còn cháu tôi. Mà cháu tôi chết nữa nó còn chồng của tôi. Mà cái núi nó vẫn bỏ lớn thôi, nó đâu có thêm. Mà cái ý của tôi thì nó mạnh hơn núi. Thì cuối cùng cũng phải thắng thôi. Và sau này từ đó là có con đường đi thẳng ngang đó. Kêu là núi ngu công. Thì chúng ta thấy ở ngoài đời còn phải vậy. Còn hướng gì chúng ta tu là cái đạo Phật, cái quả Phật là cái quả tối thượng nhất. Mà nếu chúng ta làm biếng, chúng ta không có ý chí thì không làm gì nữa. Ta nói người không chí thì như thuyền không lái, như ngựa không cương, trôi dạt lông bông không ra thế nào cả. Thành ra một người tu đó, một việc ác nhỏ cũng không dám làm, một việc thiện nhỏ cũng không dám bỏ. Dầu chỗ mờ tối không ai biết, mà chính mình biết thì đã chết rồi. Mà mình là cái gì? Ta là cái gì? Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu thử coi cái ta là cái gì mới được. Tại sao mình lại sợ ta? Thì cái đó là cái khó hiểu chưa trước Phật tử. Cái xác thay không đầy hai thước này là ta, mà trong đó gồm có bao nhiêu thứ chưa chắc chúng ta hiểu được. Thành ra cái thế giới hiện tại mà chúng ta tìm hiểu con người này là cả một vấn đề khó. Mà tìm hiểu đó chỉ mới là cái bánh vẽ thôi. Còn thấy rõ cái ta này là cả một vấn đề. Nếu mà thấy rõ cái ta này thì quý vị đắc quả A-la-hán. Cái ta này gồm có 5 phần tất cả. Kêu là ngũ quẩn hay là ngũ ấm. Ngũ là 5, quẩn là gom nhóm xúc xếp lại, xúc tích lại. Ấm là che đậy, che mất cái chân tâm của mình. Cái thứ nhất là sắc quẩn. Cái thứ nhì là thọ quẩn. Cái thứ ba là cái gì? Là tưởng quẩn. Cái thứ tư là gì? Hả? Hành quẩn. Cái thứ năm là thức quẩn. Trong con người này, 5 cái đều nằm ở trong con người không đầy hai thức này. Giờ tôi hỏi quý vị phân biệt coi cái sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn khác nhau sao? Ngay trong cái con người của mình. Và áp dụng ngay trong cuộc sống. Để rồi chúng ta theo dõi nó. Nếu mà chúng ta mờ ám sắc thọ tưởng hành thức, nó quyển biến, nó chuyển biến, mà chúng ta không hay biết gì hết, thì đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Còn khi chúng ta biết nó, mà chúng ta cải sửa, biết nó là xấu, chúng ta cải sửa thành tốt. Biết nó là ác, chúng ta cải sửa thành thiện. Biết là đê tiện, cải sửa thành cao thượng. Thì thành lên cõi trời. Còn khi biết và lặng lẽ nhìn nó thể nhập vào toàn vẹn con người nó, thì đó là Phật. Chỉ có vậy thôi. Thì cũng cái tiến trình ngũ quẩn thôi. Nhưng mà nếu nó diễn biến, nó chuyển biến như thế nào, nó thay đổi như thế nào mà chúng ta hoàn toàn mù mịt, thì đó là cái nghiệp kéo đi đâu mình đi đó. Sống rồi hễ mà vui thì cười, mà buồn thì khóc, rồi chết thì ra đi. Cái nghiệp nó kéo đâu kéo thì kệ. Cái đó là cái đau lòng của Đức Phật Thích Ca. Còn khi mình hiểu biết rồi mình cải sửa nó, thì cái này kêu là chuyển nghiệp. Thì thời Phật Thích Ca đã có rồi. Đã có rồi. Cũng như cái hộp bình bát, lên cây bình bát thì trái bình bát. Mà chúng ta cứ để y chang như vậy là muốn được. Còn bây giờ tôi hộp bình bát, cây bình bát mà tôi không muốn trái bình bát, tôi muốn trái mãn cầu.
được không? À, được, tôi chặt nhánh tôi có. Thì cái này là bốn đường thiện. Rồi nếu mà tôi nhìn cái hộp bát canh bát trái bát mà tôi thản nhiên nhìn nó, thấy cái sự sanh diệt của nó, muốn chuyển nghiệp thì chuyển, muốn để như vậy cũng được, nhưng mà không bây giờ tôi dính mắc vào cái nào. Nhìn biết tất cả mà không dính mắc vào tất cả, đó là đạo Phật. Hay tôi nói một cách thí dụ khác, cũng như chúng ta đi học đó, từ lớp 1, lớp mẫu giáo, lớp 1, 2, 3 tới lớp 12. Mà bây giờ tôi đang học lớp 3, thì tôi thấy lớp 3 cái trình độ hiểu biết còn kém nữa. Nó chướng ngại cho cái hiểu biết tôi bỏ lớp 3, tôi lên lớp 4. Ở lớp 4 tôi thấy còn chướng ngại, còn kém nữa, tôi muốn cái hiểu biết rộng hơn, bỏ lớp 4 tôi lên lớp 5. Bỏ lớp 5 lên lớp 6, thì cái đó kêu là chuyển nghiệp, kêu là tiến hóa, hay là kêu là thần thông. Tôi có thể cải sửa tất cả sự vật, nhưng mà đó không phải là đạo Phật. Chừng tôi học lớp 12 rồi tôi vào sư phạm, tôi làm thầy giáo, thì ông thầy giáo này mới là đạo Phật. Nếu mà tôi đang học lớp 5 mà bây giờ đem tôi xuống lớp 1, lớp 2 thì chết. Tôi đã học qua rồi, giờ vậy là tôi không tiến được. Rồi bây giờ đưa tôi lên lớp 10 cũng chết. Tôi lớp 5 mà đưa lớp 10 tôi làm sao học. Còn nếu ông thầy giáo nào mà năn nỉ, ổng xuống lớp mẫu giáo, xuống thì xuống, kêu ổng vô lớp 3, vô thì vô, kêu ổng lên lớp 5, vô lớp 5 thì lâu, kêu ổng lên lớp 12, vô lớp 12 thì vô. Nhưng mà từ lớp mẫu giáo tới lớp 12, ổng vẫn là thầy giáo, ổng không dính mắc vào lớp nào. Vô đó ổng là chỉ dạy cho mấy học sinh đó tu, chứ ổng không bao giờ học trò. Còn người học trò lớp 5 mà lớp 6 mà xuống lớp 2 rồi thì thành học trò lớp 2. Vì cái hiểu biết mình chưa tới. Thành ra vấn đề tu đạo Phật với đạo trời, với bốn đường ác thì nó khác nhau ở cái hiểu biết. Chứ không phải ở sắc thân, không phải ở hoàn cảnh. Nhưng người mà chưa phải thầy giáo thì phải nương vào sắc thân, phải nương vào hoàn cảnh. Phải có thầy sáng, có bạn lại. Trừ khi nào mình đắc quả, làm thầy giáo rồi thì không cần hoàn cảnh, không cần thầy sáng bạn lành, ở đâu cũng được hết. Còn nếu chúng ta chưa đắc quả, chúng ta phải có thầy sáng, phải có bạn. Thành ra tôi thấy Phật tử mà đi Phật thất gì rất đông, tôi rất là mừng. Tại sao vậy? Ở đây đủ cái điều kiện để cho chúng ta tiến hóa, để cho chúng ta làm thầy giáo, nhưng mà chúng ta vẫn là học trò. Thành ra chúng ta phải nương vào hoàn cảnh. Ở nhà đó thì tôi đủ thứ. Thành ra tôi thấy vậy, khoảng những ở đây mà tôi còn muốn cạo đầu hết cái gì nữa. Đó là cái mong mỏi của tôi. Vì vậy biết không? Đang khỏi về nhà. Về nhà nó có bổn phận, nó có quyền lợi, nó có trách nhiệm. Mỗi vị ở đây cũng vậy. Nếu mình là con có cha mẹ thì bổn phận làm con đối với cha mẹ. Rồi mình có gia đình, nếu có chồng thì bổn phận làm vợ đối với chồng. Rồi có con là bổn phận làm mẹ đối với con. Rồi con đi học thì có bổn phận là mình đối với thầy giáo của con mình. Còn đối với lối xóm, lối bà con, đám cưới nào, quan hôn, tan tế đủ thứ, nó bận rộn đủ thứ hết. Làm sao thì giờ rảnh mà trở về với con người này? Muốn trở về với con người này, nếu mình người sơ cơ đó, là coi kinh, rồi phải ngồi thiền ít nhất cũng 7, 8, 9, 10 tiếng. Khi lặng lẽ trong đó mình mới coi cái diễn biến, cái chuyển biến của sắc thân, của cảm giác, của tư tưởng, của ý chí và của linh hồn hay là gia thức mình. Không phải dễ. Thái tử Siddhartha cũng đã bỏ đi mấy chục năm trời, 5 năm khổ hạnh, 6 năm tìm lại và 49 ngày với cội Bồ Đề thì mới thành quả. Chúng ta tài hơn Thái tử Siddhartha thôi. Bây giờ chúng ta lo đủ thứ hết. Tôi thấy Phật tử ở ngoài hỏi về lúc này tu hành tinh tấn không? Con bị tại gì bởi? Thủng thẳng sư ơi, để con sắp xếp cho con cái có gia thất hết rồi con sẽ đi tỉnh xá, con nghe Pháp. Tôi nói, vậy cũng được, nữa vô là thiêu tu luôn. Mấy bà biết có chừng nào mình chết không? Biết không? Ông sao mình đợi tới con cái có gia thất, mình đợi sống tới chừng đó không? Quý ông đi bà đi vô cái nghĩa trang, bất cứ nghĩa trang nào coi thử coi. 80 cũng có, 70 cũng có, 50, 40, 30 cũng có, 1 tuổi cũng có, trong bụng mẹ chết cũng có. Có không? Có là sao vậy mà còn hẹn?
Nên nó đúng như bà đây bữa nay là tôi cạo đầu hết rồi. Người nam thì tôi dẫn về tỉnh xá tôi, còn người nữ ở đây với sư cô. Chịu không? Để khỏi phải tại cái bì gì khỏi bởi. Phải không? Rồi cuối cùng không thành Phật, rồi hai bàn tay trắng. Chết rồi mang theo cái gì? Trăm năm rồi có gì đâu. Chẳng qua một nấm cỏ không sanh rì. Mang theo cái hiểu biết của mình, mang theo cái tội, cái phước, cái kinh nghiệm, kiến thức, ký ức. Cái đó chúng ta gọi là cái linh hồn. Thì giờ tôi nhắc lại cái tiến trình của vững để mấy ông nói bài. Thứ nhất là sắc. Sắc vững là cái gì? Trong con người mình, ở năm vững này trong con người mà nếu tôi không chỉ là chết. Nếu mình không biết cái sắc vững thọ năm cái ngũ vững này là mình luân hồi lang thang vô lượng kiếp. Mà nếu mình biết nó, không biết là bốn đường ác. Còn biết nó mà cải sửa bốn đường thiện. Mà biết mà theo dõi sát nó, thể nhập vào nó. Biết một cách toàn diện nó. Không phải đứng ở ngoài mà quan sát nữa, mà mình là chính là nó. Thì ngay lúc bây giờ là Phật. Phật vậy thôi, không có gì khó à. Dễ quá phải không? Cũng phải dễ rồi. Tôi giảng vậy rồi, cái thực hành rồi mới biết. Thì bây giờ cái sắc vững đây đó. Là gồm có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân và có ý. Rồi bên ngoài thì có cái gì? Không lẽ con mắt tôi vậy thôi sao? Con mắt là để thấy, lỗ tai là để nghe. Mà đối tượng con mắt là cái gì? Là sắc vững. Là cái micro, là cái bình thủy, là Đức Phật, là quý ông quý bà. Tức là sự vật mà nó làm cái đối tượng cho con mắt, để con mắt thấy. Thì gọi chung là sắc vững. Tức là những hình tướng, nó cấu kết, nó nối lại thành cái hình tướng. Có thể khái niệm, có thể diễn tả được, có thể đặt tên được. Thì cái đó là sắc vững. Cái đối tượng của con mắt. Còn đối tượng lỗ tai là cái gì? Hả? Là cái thinh, thinh trần. Là cái tiếng tôi nói, tiếng gió thổi, tiếng chim kêu, tiếng người ta nói chuyện, tiếng bò nó rống. Tất cả những cái này kêu đó là thinh trần, tiếng trống, tiếng chuông. Tất cả những cái tiếng mà là đối tiện của lỗ tai. Còn cái lỗ mũi là gì? Tất cả các mùi kêu là hương trần. Rồi cái lưỡi là cái gì? Vị gồm có chua, cay, đắng, chát, mặn, nồng. Là của cái lưỡi. Còn cái thân là gì? Là cái xúc chạm. Tức là nóng, lạnh, trơn, láng, mịn, khô. Tất cả những cái đó là cái đối tượng của sắc thân, kêu là xúc trần. Như vậy thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Ban đầu là cái ốc thôi, sau mới là ý. Cái đó là phải học khó nữa đây. Cái ý với cái ốc hơi khác. Cái ý nó thuộc về tâm. Còn cái ốc thì nó thuộc về căn. Nếu chúng ta học riêng. Cái đó là chắc gặp nhiều lần. Chứ bây giờ tôi chưa có giảng sâu được. Thì năm, sáu trần với sáu căn này hợp lại kêu là sắc vững. Những cái có hình sắc hợp lại thành cái sắc thân này là sắc. Là chưa có cái biết. Chưa có cái biết. Còn thọ vẫn là khi con mắt này tiếp xúc với sự vật. Thì tôi thí dụ tôi nhìn cái bình thủy, nhìn cái bình bông này. Thì đầu tiên đó quý vị dòm thấy cái bình bông nó nằm ở trên trồng đen. Cái trồng đen nó giống như cái kiến. Để cái kiến đây đó thì cái hình của cái bình bông nằm ở trong kiến. Thì cái đó cũng nằm trong sắc vững, là chưa có cái biết, chỉ có cái ghi nhận cái sự vật ở trên này. Rồi kế tới là dây thần kinh thị giác. Ngay cái trồng đen có dây thần kinh thị giác, nó mới thấy được cái bình bông ở trên trồng đen, chứ không phải bình bông ở ngoài. Thành ra đầu tiên đó là con mắt tôi, cái trồng đen tôi tiếp xúc với cái bình, cái bông ngoài này. Rồi cái bông mới nằm trên trồng đen. Thì cái đó kêu là sắc vững.
Còn giai đoạn thứ hai là dây thần kinh thị giác mới thấy được cái bình bông ở trên trồng đen. Bây giờ dây thần kinh nó mới rung động, thì cái cảm giác mới mượn cái dây thần kinh đó để mà phát hiện ra cái vui, cái buồn, không vui, không buồn. Vui là thọ lạc, buồn là thọ khổ. Không vui, không buồn là bất lạc, bất khổ. Thành ở Đức Phật rất thương quý vị đó. Nói quý vị sống sai mà chết mộng. Sống sai là sao? Sống như người say rượu. Người say rượu có biết gì không? Nếu biết rồi đâu có về đập vợ, đập con, phá đồ, phá nhà, phá cửa. Quý vị giống người say rượu. Đức Phật nói là thấy tội nghiệp. Sống thì sai, mà chết thì sao? Chết thì giống như chim bao, không biết đi về đâu. Hãy nói cái chết là sợ, đừng có nói chết nữa. Tôi sợ lắm, đừng có dùng danh từ chết. Mà sợ chết là khỏi chết không? Ở đây có ai khỏi chết không? Ai cũng phải chết hết. Tại sao chết là mình lại sợ? Mà hãy mình sợ cái gì mà mình không chết thì nên sợ. Còn phải chết là tại sao lại sợ nó? Mà chính cái sợ này đem tới cái đau khổ cho chúng ta. Chúng ta chống đối là cái gì là đau khổ? Mà khi chúng ta tìm hiểu cho rõ ràng vấn đề chết rồi thì có gì đâu mà phải sợ. Nó là điều dĩ nhiên phải vậy. Nhưng mà tại vì mình không hiểu nó, chính cái ngu si không hiểu này làm cho mình đau khổ, làm cho mình sợ. Khi nào đã hiểu rằng là không còn sợ cái gì hết. Thành ra tôi muốn quý bà ở đây là nghe, mấy ông quý bà đừng bao giờ sợ chết. Mà muốn đừng sợ chết là phải hiểu rõ cái chết, và mình có thể điều khiển cái chết. À, chết đầu thai vào cảnh giới nào, mình muốn cảnh giới nào, mình đi vào cảnh giới đó. Phải làm như vậy, đặng quý vị có thể muốn đầu thai vào cõi Phật là chúng ta đầu thai được. Đầu thai ngay bây giờ và tại đây. Mà nếu bây giờ tại đây mà không biết được cái đó, không đầu thai được, thì chết không đầu thai về cõi Phật, không dẫn sanh về cõi Phật được. Nhưng cái đó không phải là đạo Phật. Đạo Phật là chấm dứt đầu thai, chứ không phải đầu thai theo ý muốn. Tôi muốn sanh về cõi trời thì tôi tu bằng cách là đè nén thăng hoa. Tôi giữ giới, năm giới cho kỹ. Tôi niệm Phật, đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật nữa. Tôi đầu thai theo ý muốn. Cái định lực tôi mạnh, tôi có thể đầu thai, nhưng mà không về cõi Phật được, chỉ về cõi trời thôi. Đây là đầu thai theo ý muốn. Còn đạo Phật mà khi tôi hiểu rõ cái diễn biến của năm quẩn rồi, tôi đừng dính mắc vào đó, thì tôi không đầu thai vào đâu hết. Tôi muốn đầu thai vào đâu, đầu thai mà tôi không muốn cũng được, bởi vì tôi không dính mắc nữa. Tôi không có ghiền cái gì hết. Nếu mà tôi nô lệ một cái gì, tôi phải đầu thai về đó. Nô lệ ghiền là cái gì mấy ông bà biết không? Có nhiều thứ ghiền. Nên đây người nam thì ghiền nhiều á. Ở đây có ai ghiền thuốc không? Có ai ghiền rượu không? Có ai ghiền cà phê không? Cái này thì nam nữ chắc có hết. Mấy bà mấy cô thì thấy cà phê cũng không tránh. Còn thuốc thì không có. Mỗi lần thì mấy cô có trầu. Nhưng giờ tôi thấy người nữ ít có ăn trầu. Nhưng mà cà phê thì tôi thấy người nữ nhiều quá. Uống thì uống mà đừng có ghiền. Tôi dùng chữ ghiền. Ghiền nghĩa là sao? Nghĩa là tới cử. Một ngày hai cử, ba cử mà không có thì sao? Quậy. Chúng ta dùng chữ quậy. Quậy tức là phá nhà, phá cửa, đánh vợ, đánh con. Thì cái đó kêu là sân. Hãy no thì mất ngon, mà giận thì sao? Mất khôn. Mất khôn thì đi đâu? Đi xuống ngạ quỷ, đi xuống xuống sanh, đậm đọc chui đó. Vậy thì phải bỏ cái ghiền. Bây giờ muốn đầu thai làm người, làm trời, làm Phật, hay là làm chó, làm ma quỷ? Mà ai làm cho mình đầu thai? À, chính mình thôi. Nếu mình có tâm chó thì đầu thai làm chó, linh hồn chó thì đầu thai làm chó. Mà cái thể xác này không ăn thua nữa. Ông Phật cũng mang thể xác như mang mấy bà. Nhưng mà linh hồn Ngài là linh hồn Phật. Còn mình đó là thân người mà linh hồn người. Nhưng bây giờ có tu hay không? Nếu tu rồi linh hồn trời. Nhà trời rồi giải đi mang sắc thân người, mang sắc thân trời, đẹp đẽ có hào quang. Nhưng mà hết phước rồi, sống 1.000 tuổi, 1 tỷ tuổi rồi cũng phải chết. Chỉ có Phật mới là không chết.
Nhưng mà chúng ta không đủ khả năng về cõi Phật thì hỏi sao? Phải nhờ A Di Đà tiếp dẫn. Thì nó giống hệt bây giờ quý vị nào ở ngoài đời, tôi nói thí dụ, bây giờ Phật Thích Ca còn sống, tôi nói ví dụ thôi, Ngài mở cái giáo hội của Ngài, thì quý vị vô giáo hội đó chắc chắn quý vị phải thành thánh, nhập lưu nhất dẫn lai bất lai a la hán, chấm dứt đầu thai. Nhưng mà ở ngoài đời mấy vị khó đâu khó mà thành thánh được. Tại sao vậy? Tại vì bổn phận trách nhiều quá, bị tại vì bởi không thể tu được. Còn vô giáo hội quý vị không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không vợ, không con, không có gì hết mà có tất cả như tôi nói hồi nãy. Thành ra rất rảnh rai. Rồi có Phật chỉ con đường cho mình tu. Ngài là có người hướng dẫn, Ngài là có người cái ngọn đèn soi sáng cho mình. Mình theo đó mình tu mà đắc thánh quả. Thành ra vào giáo hội rất là dễ đắc. Chúng ta nhớ thời Đức Phật khi Ngài tịch 1250 vị đều là thánh nhân hết. Đều là thánh nhân hết. Rồi hôm nay không còn giáo hội nữa. Thành ra một ngày một xuống, một ngày một xuống. Không ai, chúng ta là con rắn mất đầu. Thành ra Đức Phật Thích Ca mới tội nghiệp. Biết rằng cách Phật 2500 rồi thì cái mạt pháp này đi xuống. Thánh nhân thì đi hết rồi. Còn lại lục lục phàm tình như chúng ta thôi. Những người mù với người đuôi không. Rồi mới dẫn nhau, người mù thì dắt người đuôi đi. Tôi là người mù, tôi dẫn một đám người mù đuôi này theo. Ngờ hoảng đi tìm Phật tánh. Thì Đức Phật nó không tìm được đâu. Người đuôi mà làm sao thấy được Phật tánh. Nhưng mà tìm cõi trời thì dễ. Cõi trời chỉ dần nhất niệm thôi. Rồi bây giờ Ngài nói thôi, sao các con tu làm sao được nhất niệm? Thay vì sanh về cõi trời, các con cứ tha thiết chí thành, thành kính nhờ Phật A Di Đà tiếp dẫn cho. Cái giáo hội Phật A Di Đà vẫn còn. Thì nếu các con thành kính mà các con nhất niệm rồi thì Ngài sẽ tiếp dẫn trong 48 lời nguyện của Ngài. Mà Ngài đã thề nguyện rồi, mà nếu không tiếp dẫn thì Ngài nói dối. Phật không bao giờ nói dối. Thành ra chúng ta rất may mắn, Phật Thích Ca giới thiệu là các con chỉ cần nhất niệm thôi và phát nguyện nữa thì 100 người giảng sanh hết 100 người. Mà nếu giảng sanh vào giáo hội Phật A Di Đà rồi thì 100 người thành Như Lai hết 100. Đó là trong 48 lời nguyện. Thành ra chúng ta may mắn là không cần phải vô niệm, không cần phải đắc quả nhập lưu nhất dẫn lai bất lai thánh quả, mà chúng ta chỉ người trời. Mà người trời sanh về cõi trời mà hưởng hết phước thì sao? Trở lại bốn đường ác. Bây giờ chúng ta chỉ cần phát nguyện một cái nữa thì Đức Phật A Di Đà sẵn sàng hiện ra đưa cái bông sen, thì cái nhớ nghĩ tưởng chúng ta nhập vào trong đó, thế là xong, chúng ta đi tới quả Như Lai. Nhưng như thế nào là nhất niệm? Nhất niệm là tính, tinh sâu, nguyện thiết, hành chiên. Tinh sâu có nghĩa là nhất niệm. Nguyện thiết là nguyện một cách chí thành, tha thiết, chẳng sanh. Còn cái hành là phụ thôi. Nếu hành mà 8/24 thì hạ sanh. 16/24 là trung sanh, 24/24 là thượng sanh. Không cần phải 24/24, 6/8/24 cũng được. Nhưng mà tinh phải cho sâu, tức là phải nhất niệm, tạp niệm là không giảng sanh. Và phải phát nguyện một cách chí thành tha thiết. Vậy thì nhất niệm đó, theo cái di thức đó, cái tâm đó, thì chúng ta phải qua tới ba lớp. Ban đầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật 1, Nam Mô A Di Đà Phật 2, Nam Mô Phật 3. Mới tới ba nó nghĩ cái khác rồi thì phải kéo trở lại, không đếm 4 mà đếm 1 trở lại. Nam Mô Phật 1, Nam Mô Phật 2. Mới tới 2 nghĩ cái khác rồi, nó nghĩ tới ngày mai đi đám dỗ thì tạp niệm rồi đấy. Thì thay vì đè nó, mình trở lại Nam Mô Phật 1 lại. Nam Mô Phật 1, 2, 3, 4. Mới tới 4 là nhớ ngày mai phải dẫn con đi đóng tiền học, thì tạp niệm nữa rồi trở lại 1 lại. Tới chừng nào từ 1 tới 10 mà không nghĩ gì hết, chỉ nghĩ tới câu niệm Phật hoặc nghĩ tới Phật A-di-đà thôi, thì chúng ta làm lần thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 100, thứ 1000 mà nó không nghĩ gì hết thì tạm xong. Tôi dùng chữ tạm chứ nếu kéo dài thỉnh thoảng nó cũng không vô, nhưng mà nó quá lâu rồi thì tạm xong. Thì chúng ta tới giai đoạn thứ hai là niệm Phật khỏi đếm. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật cứ liên tục hoài. Thì trong kinh nói giống như mình chăn trâu vậy. Cái tư tưởng của mình đó
nó phóng như con trâu hoang. Hồi đó thì không chăng nó. Tôi ngồi đây, tôi giảng pháp mà tôi nhớ tới tịnh xá, đó là tập. Tôi ngồi đây, tâm tôi ở đây, tôi giảng pháp ở đây, thì đó là nhất niệm, mà phải liên tục hoài. Thành ra ban đầu đó rất khó nhất niệm. Chúng ta ở ngoài bị tại vì bởi bổn phận trách nhiệm nhiều quá. Nào là cha mẹ mình, nào là con cái mình, nào là bên chồng, nào là bên vợ, nào là xã hội, nào là bạn bè, đủ thứ hết trơn. Thì ngồi xuống là nó quay lại. Mà không những ngay bây giờ, mà hôm qua, hôm kia, một năm trước, mà kiếp trước nữa. Thành ra vấn đề nhất niệm rất là khó. Thì chúng ta tu cũng vậy đó. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10 mà được 100 tiếng, 1.000 tiếng mà nó không phóng tạm được. Bây giờ niệm Phật khỏi đếm, nhưng mà theo dõi nó, để nó có phóng nó nhảy tới chụp lại, dùng để 1 tới 10 kéo nó trở lại 1-2 lần thôi, rồi trở buông bỏ, theo dõi nó. Thì cái này chưa gọi là nhất niệm. Còn tranh đấu giữa tạp niệm và nhất niệm, chưa nhất niệm, chưa chắc giảng sanh, cái này mai rủi thôi. Bởi vấn đề chết của chúng ta đó là sao mấy ông bà biết không? Do cái niệm cuối cùng kêu là cận tử nghiệp. Tôi bệnh tôi nằm đó, tôi hít vô thở ra, hít vô thở ra. Mà khi tôi hít vô mà tôi không thở ra rồi thì kêu là gì? Là chết. Mà cái giờ phút mà hít vô không thở ra mà tôi nhớ tới Phật thất, tôi nhớ niệm Phật, lập tức về khỏi Phật. Nhưng mà cái giờ hít vô không thở ra, giờ hấp hối tắt thở cuối cùng, mà tôi nhớ tới tiện ác trong cuộc sống tôi, bị cuộc sống mình làm đủ thứ hết. Có thể tôi nhớ tôi hồi nhỏ tôi đi học, tôi vô trong vườn cây người ta, tôi ăn cắp ổi phá xoài người ta, nó hiện ra tắt thở lúc đó bốn đường ác. Chúng ta thấy ghê như vậy. Còn bây giờ cái giờ tắt thở cuối cùng tôi nhớ tới đi quỷ lão, sanh về cõi trời. Thành ra cái niệm cuối cùng quyết định cho vấn đề đầu thai, quyết định vấn đề đầu thai. Thành ra như vậy là chưa nhất niệm. Thành ra lúc này cái ban hộ niệm rất là quan trọng. Mà quan trọng không bằng người nhắc niệm. Tức là con cái trong gia đình ngồi gần, mẹ ơi mẹ có niệm Phật hay không? Nếu mẹ có, mẹ mỉm cười cho con biết. Mà nếu mẹ mà mỉm cười rồi tắt thở là giảng sanh. Mà giảng sanh là thượng phẩm. Bởi lúc đó cái thân người mẹ không phải là của mẹ nữa, mà phân nửa của Phật A Di Đà, của hào quang Phật A Di Đà chiếu, tức là ngài tiếp dẫn đấy. Mà bà niệm Phật rất là định lực rất mạnh, hễ mạnh thì hào quang chiếu mạnh, mà niệm Phật vừa vừa thì hào quang chiếu vừa vừa, mà niệm Phật mà cái nhất niệm yếu thì hào quang nó yếu. Thành ra thấy mẹ mình mỉm cười là biết là bà sanh về thượng sanh. Còn nếu mà bà không mỉm cười được đó, mẹ không hiểu, thì mẹ gật đầu cho con biết, thì là trung sanh. Cái định lực của bà vừa vừa thôi. Còn mà bà gật đầu không nổi nữa thì bà chớp mắt rồi bà đi chết, thì hạ sanh. Còn bà mê man hên xui, hên xui. Nếu bà nghĩ tới điều ác bốn đường ác, bà nghĩ tới điều thiện bà tắt thở bốn đường thiện, bà nghĩ tới Phật thất nhớ tịnh thật phát nguyện về cõi Phật. Thành ra chúng ta đừng để người chết hên xui, mà luôn luôn phải thỉnh cái ban hộ niệm về trong lúc mẹ mình hấp hối. Và nhất là con cái gia đình, người nào khôn khéo, tôi dùng chữ khôn khéo, tức là người này phải thông minh, phải hiểu cái vấn đề giảng sanh, để mà gần gũi mẹ. Mẹ nhờ cái từ lực của mình, cái nhân điện của mình, nhất là được các nhà sư có đức, các sư cô có đức thì quý vô cùng. Còn không có thì người thân gia đình, người nào mà khôn khéo nhất, người mẹ mình mến nhất, gần đó để nhắc nhở mẹ. Thì hãy bà tỉnh táo bà chết rồi là cái bảo đảm giảng sanh. Nếu mỉm cười là thượng sanh, gạt đầu là trung sanh, chớp mắt là hạ sanh. Còn muốn coi cho chắc giảng sanh nữa đó, thì sau khi bà mất rồi muốn biết thật sự nữa, để 8 tiếng. Như tôi nói hồi nãy, khi chết rồi mắt tai mũi lưỡi chết hết. Còn dây thần kinh thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, nhị giác 8 tiếng mới đứt. Mấy vị biết dây thần kinh rồi phải không? Thì 8 tiếng đồng hồ mới mất cảm giác. Còn trong 8 tiếng nó vẫn còn sống. Thành ra khi 8 tiếng rồi mà các dây thần kinh này đứt hết, chưa tới 8 tiếng mà 8 tiếng rồi mà đứt hết, thì tay chân nó cứng ngắc. Mấy đạo tỳ nó lợi nó liệm nó la trời, nó trách thì sao mà chết mà không để
chung liền mà để tới quá 8 tiếng thành ra hồi chết đừng đi coi thầy. Để 8 tiếng hả coi thầy. Tôi nói là tôi bảo đảm, tôi chịu trách nhiệm. Thầy nói là để 10 tiếng, 20 tiếng càng tốt. Còn nếu thầy nói để 2 tiếng thì mình để tới 8 tiếng rồi. Bởi vì 2 tiếng dây thần kinh chưa đứt, đụng tới sát bà mẹ mình có thể nhức nhối. Nhức nhối bà nổi sân. Nổi sân là sân xúc sân. Còn những người có tu định lực mạnh thì ta không nhức đâu. Mà định lực mạnh thì ta giảng sanh rồi. Nó thành ra để 8 tiếng mà tay chân vẫn mềm mùi. Để 10 tiếng, 20 tiếng mà tay chân vẫn mềm như lúc còn sống. Thì đây là giảng sanh. Đây là có hào quang Di Đà chiếu vào cái thể xác của bà. Còn nếu thể xác của bà không thì 5 phút, 10 phút là cứng ngắc như khúc củi. Chúng ta nên nhớ cái đó. Cái đó là trong di thức giảng rất rành. Thành ra chúng ta muốn biết mẹ mình giảng sanh không, coi hai cái. Một là trước khi chết tỉnh táo. Tỉnh táo mà mỉm cười, gật đầu hay chớp mắt. Rồi để 8 tiếng bà vẫn mềm ùi, 10 tiếng, 20 tiếng càng tốt. Nhưng mà năm sau dưới 8 tiếng là không nên đó. Nó chia thần kinh, nó chưa đứt. Rồi muốn coi chắc chắn hơn nữa thì cái chết rờ trong sâu thân. Đảnh thánh nhãn sanh tiên nhân tâm ngại quỷ phúc. Ở trên đầu này đó là sanh về bậc thánh. Nghĩa là trong mình có 6 bóng đèn tất cả. Kể luôn cái mặt nữa là 7 bóng. Thì nếu cái bóng trên này mà còn chót, thấy tất cả đều đứt hết. Bóng trên này còn chót, đó là bậc thánh sanh về trung phẩm, phương tiện hữu dư chứ không phải phàm thánh. Còn nếu cái trán này mà còn nóng thì hạ phẩm thượng sanh. Còn cái lỗ mũi cái mặt này còn nóng là hạ phẩm trung sanh. Còn cái ngực còn nóng đó thì đéo đúng là sanh về cõi người đấy. Nhưng mà giảng sanh về cõi Phật là hạ phẩm hạ sanh. Còn cái này là sanh về cõi trời sắc giới thì hạ phẩm trung sanh nếu có phát nguyện. Còn đây là cõi trời vô sắc, tức là nếu phát nguyện thì giảng sanh và hạ phẩm thượng sanh. Đó là cách thức ở trong tịnh độ. Thành ra vấn đề chết là vấn đề quyết định cho vấn đề thành Như Lai hay là thành trời hay là xuống địa ngục. Ngạ quỷ súc sanh là tùy ở cái giờ phút chó. Nhưng mà nếu người này không có tu gì hết thì chịu thôi. Không có niệm Phật, không có gì hết. Và nhất là không hiểu biết giáo pháp gì hết thì rất đau đớn cho người đó. Còn có đi Phật thất như vậy mà có nghe giảng, có khi đi Phật thất mà không nghe giảng, không gặp cái duyên thì gần chết rồi mới chới giới. Thành ra niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm là còn tạp niệm, chưa có giảng sanh. Phải nhờ ban hộ niệm, phải nhờ người nhắc niệm. Còn tới giai đoạn thứ 3, để tôi giảng coi hiểu không nha, thì tôi giảng cái linh hồn hồi nãy đó, nó giống như cái dòng nước. Còn cái xác thân nó là cái lượng sống. Khi mình niệm Phật rồi đó, mình tống cái chủng tử, cái hụt giống niệm Phật vô trong linh hồn mình. Mà trong linh hồn của chúng ta là một bãi chiến trường. Trong đó có chủng tử ác, chủng tử thiện, chủng tử vô ký, không thiện không ác. Cuộc sống mà chúng ta đi ăn trộm ăn cắp, chúng ta gạt người ta, chúng ta sát sanh trộm cắp tà dâm, thì chủng tử ác này nó quân tập vô trong đó. 1 năm, 2 năm, 10 năm, 1 kiếp, 2 kiếp, 10 kiếp vẫn còn y nguyên, không mất. Như tôi nói hồi nãy, một việc ác nhỏ cũng không mất, một việc thiện nhỏ cũng không mất. Chúng ta ngồi thì chúng ta để ý, còn khi mình nhớ lại lúc 3 tuổi, 5 tuổi nó vẫn hiện ra như thường. Nhưng khi mình tu hành mạnh đó thì mình đè nó xuống, nó không hiện, hay là mình quên đi. Mình làm ác quá nó mất đi, mất những cái chủng tự thiện đi. Đó bây giờ mình mới niệm Phật, chủng tử niệm Phật vô trong đó. Đó giờ mình niệm Phật 1000 câu, nó chủng tử ác 500 câu. Còn 500 câu niệm Phật vô nó tiêu 300, còn 200. Mai làm 200 nữa 400, mốt là 100 nữa 500. Bữa nào mà không giữ giới kỹ thì nó vô ít lắm, mà giữ giới kỹ nó vô nhiều. Rồi bữa kia nữa 300 nữa 800, bữa nọ 500 nữa 1002, rồi từ từ tới 10.000, rồi 1 triệu, rồi 1 tỷ. Rồi sao? Chủng tử niệm Phật nó tiêu diệt chủng tử ác lại. Rồi khi nó đầy A Lại Gia mình rồi thì sao? Nó tràn ra. Thì mình ngồi xuống mà muốn niệm Phật thì trong linh hồn mình có tiếng niệm Phật ở trên không gian. Mấy ông bà đừng sợ, đó là của mình, số vốn của mình. Mình ngồi xuống rồi nghe Nam Mô A Di Đà Phật thì biết là mình A Lại Gia đã tràn rồi đấy. Lỗ tai mình luôn luôn nghe có tiếng niệm Phật, dầu đi đứng ngồi nằm cũng có tiếng niệm Phật. Rồi mình nghe rồi mình tống trở
nó đầy rồi, nó tràn trở ra, rồi mình tống nó, nó lại tràn ra. Bây giờ mình muốn tạp niệm cũng không tạp niệm được, muốn nghĩ cái gì cũng không được hết. Cái linh hồn cái kêu là niệm Phật nhập tâm, nhập vô linh hồn mình rồi. Thì cái linh hồn với cái tư tưởng là vọng nha, có tác ý, còn linh hồn là không có tác ý, hồn nhiên trở ra nó đầy, hồn nhiên nó tràn ra. Thì nó cái linh hồn mình không bao giờ mất, còn cái tư tưởng thì nó mất. Thành ra cái vọng tâm với cái vọng chơn, linh hồn là vừa chơn vừa vọng, hai cái giao lưu với nhau. Thì cái này gọi là nhất niệm. Bây giờ mấy ông bà muốn nghĩ tùm lum cũng không nghĩ được. Cái tư tưởng với cái linh hồn nó kháng khích với nhau, nó tương ưng với nhau. Cái linh hồn tràn ra tiếng niệm Phật hồn nhiên không có cố ý, còn tư tưởng cố ý tống linh hồn. Mà nó đầy rồi tống vô nó tràn ra, tràn ra rồi tống nó tràn ra, không có cái gì xen vô nữa hết. Thì cái này gọi là nhất niệm. Giờ hiểu nhất niệm chưa? Ở đây có ai nhất niệm chưa? Niệm Phật đếm từ 1 tới 10 chưa nhất niệm. Niệm Phật khỏi đếm chưa nhất niệm. Cần phải ban hộ niệm, phải người nhắc nhở. Khỏi cần niệm Phật vẫn có tiếng Phật đây bảo đảm. Có ban hộ niệm cũng được mà không không được. Có người nhắc niệm cũng được mà không cũng được. Tôi sắp sửa chết tôi nói Ai Di Đà vẫn còn ngày ra liền. Bởi vì cái định lực của tôi, cái cảm của tôi quá mạnh, thì Ngài phải ứng hiện mạnh, ứng hiện liền lập tức. Thì Ngài đưa bông sen là cái nhớ nghĩ tưởng tôi nhập vô đó rồi. Thế là tôi tắt thở. Thành ra cái nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, cái đó không bao giờ chết. Thì nó không chết nó mới về với Phật. Còn cái xác thân thúi này nó bỏ lại đây làm sao nó về được. Thành ra giờ làm cái gì làm luôn luôn nhớ tới cái tâm mình. Mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình đi, mình đứng, mình nói đều là do cái linh hồn. Mà đạo Phật kêu là cái tâm. Thành đã làm bất cái gì phải giữ lấy cái tâm này. Mà cái tâm tha thiết chí thành thì người này trước sau cũng giảng sanh thôi. Như vậy thì trước khi dứt lời, một lần nữa tôi chúc cho Pháp hội chúng ta cũng như toàn thể Pháp giới đều giảng sanh về cực lạc và thành Phật đạo. Khói tỏa thơm ngát trời xa, hương của từ bi trải rộng bao la. Con trở về đây vang tiếng niệm, ngôi chùa đầm ấm thân thương, ơi nét đẹp giữa đời vô thường. Mái ngói đỏ tươi vườn cây xanh mát, hoa vàng chim lượn hót véo von. Phật ngự tòa sen hào quang chiếu, tứ chung tu hành tình độ môn. Đại Quan Âm các đế tháp tổ sư, thông tung dập bóng tựa hồ chân như. Chuông chùa vọng vang như thức tỉnh, ai người còn mãi điêu linh quay trở về tánh Phật yên bình. Thơm ngát trời xa, hương của từ bi trải rộng bao la.
con trở về đây vang tiếng niệm. Ngôi chùa đầm ấm thân thương ơi nét đẹp giữa đời vô thường. Mái ngói đỏ tươi vườn cây xanh mát